Chào các bạn, chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em học bài số 9, chuyển động thẳng, biến đổi đều. Hình trên mô tả sự thay đổi vị trí và vận tốc của ô tô và của người sau những khoảng thời gian bằng nhau là 1 giây ha. 1 giây. Các em quan sát thì thấy rằng hai chuyển động này có gì giống và khác nhau. Trong bài học trước chúng ta chỉ có thể đưa ra những cái đặc điểm giống nhau ở chỗ là nó chuyển động là theo quỹ đạo là đường thẳng và chuyển động theo một chiều, theo một chiều. Và sự khác nhau ở đây là chúng ta thấy rằng chuyển động của ô tô là chuyển động nhanh dần, còn chuyển động của người là chuyển động chậm dần. Cảm thấy không? Sau một giây nó tăng lên 10 km/h, còn ở đây là sau một giây thì vận tốc lại giảm đi 2 m/s. Rõ ràng sự khác nhau ở đây là chuyển động ô tô là chuyển động nhanh dần và chuyển động của người là chuyển động chậm dần. Vậy theo các em có đặc điểm nào giống và khác nhau nữa hay không? Chúng ta vào bài 1. La mã: gia tốc của chuyển động thẳng, biến đổi đều. Bây giờ chúng ta hãy tính gia tốc của các chuyển động trong hình vẽ ở đầu bài. Thì đầu tiên các em cần phải nắm là chuyển động thẳng, biến đổi đều là chuyển động thẳng mà vận tốc có độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời gian. Tăng hoặc giảm đều theo thời gian nhé. Và chuyển động thẳng có độ lớn vận tốc tăng đều theo thời gian thì gọi là chuyển động thẳng nhanh dần đều. Còn chuyển động thẳng mà có độ lớn vận tốc giảm đều theo thời gian thì gọi là chuyển động chậm dần đều. Rõ ràng hai cái quan sát này chúng ta thấy rằng sau một giây á thì cái vận tốc nó tăng lên đều. Cứ một giây tăng lên 10, một giây nữa tăng lên 10, một giây nữa tăng lên 10. Ở đây là cứ một giây nữa là giảm đi 2, một giây nữa giảm đi 2, một giây nữa giảm đi 2. Nghĩa là có sự tăng đều và giảm đều theo thời gian của vận tốc thì chuyển động nhanh dần đều. Còn chuyển động là chuyển động chậm dần đều. Vì chuyển động thẳng biến đổi đều có vận tốc thay đổi đều theo thời gian nên gia tốc chuyển động này là không đổi theo thời gian. Và cái thương số delta V chia cho delta T là bằng hằng số. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ kiểm tra xem cái gia tốc này có phải là hằng số hay không, bằng cách là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi số 1 là tính gia tốc của chuyển động trong bài học. Bây giờ chúng ta sẽ tính trong giây đầu tiên nha. Giây đầu tiên thì các em sẽ có là gia tốc A1, thầy ghi là A1 trong giây đầu tiên là lấy vận tốc lúc sau là 10. Chúng ta nên đổi những cái vận tốc này sang mét trên giây nha. Bằng cách là các em lấy 10 chia cho 3,6 thì ra được kết quả theo đơn vị mét trên giây. 10 chia 3,6 là 2,7. 2,7 ha. Thì lấy xấp xỉ là 2,78 đi. 2,78 mét trên giây. Chỗ này tương tự 20 chúng ta sẽ nhân hai cái này lên. Gấp đôi lên nhân hai lên. 5,55. 5,56 mét trên giây. Và tương tự ở đây sẽ là nhân 3 lên. Phết là 34. Rồi chúng ta tính gia tốc nha. Chúng ta lấy là vận tốc lúc sau là 2,78 trừ cho vận tốc lúc đầu là 0 chia cho 1 thì kết quả sẽ bằng 2,78 nha. Đơn vị là mét trên giây bình phương. Tiếp tục thầy tính gia tốc ở đoạn giây tiếp theo là A2 sẽ bằng là lấy 5,56 trừ cho vận tốc ngay tại thời điểm 1 giây là 2,78 chia cho giây thứ 2 trừ giây thứ 1 thì các em tính ra nó cũng bằng là 2,78 mét trên giây bình phương, đúng không? Tiếp tục là ở giây tiếp theo thứ 2 đến 3 chúng ta có là 8,34 trừ cho ở giây thứ 2 là 5,56 chia cho giây thứ 3 trừ giây thứ 2. Các em tính ra cũng bằng 2,78. Từ đó đưa ra kết luận chúng ta thấy rằng gia tốc không đổi ha. Gia tốc không đổi. Vậy là cái đặc điểm ở đây là chúng ta thấy rằng gia tốc không đổi trong quá trình chuyển động. Đúng không? Nghĩa là chuyển động này là chuyển động biến đổi đều ha. Và trong trường hợp này gia tốc là gia tốc này là A nó bằng 2,78 ha.
và trong này chúng này chuyển động nhanh dạng đều vì cái độ lớn vận tốc có tăng lại, tăng đều sau những khoảng thời gian như nhau. Tuy nhiên các em cũng có thể tính gia tốc từ giây thứ 0 đến giây thứ 2, gia tốc từ giây thứ 1 đến giây thứ 3 và vân vân. Thì lúc này gia tốc đều là một hằng số không đổi cả. Tại vì khi đã chuyển động thẳng và biến đổi đều rồi đó thì gia tốc là một hằng số không đổi. Nghĩa là các em tính trên tất cả những cái đoạn nào thì đều cũng là một gia tốc, cũng là luôn luôn là một giá trị nha. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ tính gia tốc đối với người. Đầu tiên là giây thứ nhất từ giây thứ 0 đến giây thứ 1 thì các em sẽ có được cái A sẽ đặt là A1 của người nha. Là lấy chúng ta lấy 4 trừ cho 6. Không cần đổi nữa nha, 4 trừ 6 chia cho 1 thì bằng âm 2 mét trên giây bình phương. Tương tự các em tính A2 cũng vậy, lấy 2 trừ 4 chia cho 1, 2 giây trừ 1 giây thì cũng bằng âm 2 mét trên giây bình phương. Tương tự A3 cũng vậy thì bằng là 0 trừ cho 2 trên cho 3 trừ 2 là 1, cũng bằng âm 2 mét trên giây bình phương. Vậy lúc này các em thấy rằng gia tốc cũng không đổi. À, độ lớn gia tốc vẫn không đổi. Sở dĩ nó mang dấu âm á, là đang chuyển động chậm dần đều. Vì khi mà các em làm bài tập này các em thấy rằng chiều dương là chiều chuyển động. Chiều dương là chiều chuyển động. Chiều dương là chiều chuyển động. Gia tốc dương, vật chuyển động nhanh dần đều. Tại vì gia tốc dương thì lúc này gia tốc và vận tốc cùng chiều, nghĩa là tích A nhân V lớn hơn 0. Chúng ta đã học ở bài trước nha. A nhân V lớn hơn 0, đúng không? Chuyển động này là chuyển động nhanh dần đều. Trường hợp này chiều dương là chiều chuyển động mà các em tính ra gia tốc âm, nghĩa là A nhân V nhỏ hơn 0, chuyển động này là chuyển động chậm dần đều. Thế nào? Vậy đặc điểm ở đây là chúng ta thấy rằng chuyển động ở hình A là chuyển động của xe ô tô là chuyển động nhanh dần đều, còn chuyển động ở hình B là chuyển động chậm dần đều nha. Đó là cái sự khác nhau. Câu hỏi 2 là các chuyển động trong hình vẽ ở đầu bài có phải là chuyển động thẳng biến đổi đều hay không? Thì các em trả lời là chuyển động thẳng biến đổi đều à, vì gia tốc không đổi, nghĩa là gia tốc bằng một hằng số à, gia tốc bằng một hằng số, hằng số này không đổi trong quá trình chuyển động của nó nha các em. Tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu phần 2, vận tốc tức thời của chuyển động thẳng biến đổi đều như thế nào. Làm thế nào để chúng ta tính được cái vận tốc tức thời tại một điểm ha? Trước khi các em phải lập được cái phương trình vận tốc, chúng ta sẽ có được công thức để chúng ta tính vận tốc tức thời tại một điểm sau này chúng ta dùng nha. Trước tiên là chúng ta xuất phát từ công thức tính gia tốc là A thì bằng delta V chia delta T, nghĩa là tốc độ biến thiên vận tốc. Gia tốc chính là bằng tốc độ biến thiên vận tốc, chính là bằng cái tỷ số này nè. Bằng V tại thời điểm T trừ cho V, V0. V0 này là thời điểm ban đầu. Thời điểm ban đầu là T0 thì có vận tốc V0 nha, T0. Tương tự VT trên V trừ V0 trên DT. Lúc này các em sẽ rút ra được là V tại điểm T bằng cách là chúng ta sẽ nhân chéo lên, A sẽ bằng VT trừ V0 chia cho DT thì các em rút cái này ra thì nhân chéo lên đây là A nhân DT nha. Thì rút như sau. V tại điểm T là vận tốc tức thời tại điểm T sẽ bằng trừ V0 trên cho T DT thì bằng A. Thì suy ra được là VT trừ cho V0 và nhân chéo lên này, nghĩa là nhân 2 vế cho DNT thì cái vế này sẽ còn VT trừ V0, biến vế này sẽ là A nhân DNT. Sau đó thầy chuyển cái V0 sang thì bằng cộng V0 cộng cho A nhân DNT. Đây chính là công thức tính vận tốc tức thời. Nếu mà cái thời điểm ban đầu là T0 bằng 0 đó thì các em sẽ đưa về một công thức đơn giản hơn là VT sẽ bằng V0 cộng cho AT thôi. Tại vì T0 chúng ta chọn bằng 0. Nhớ nha. Các em lưu ý T0 bằng 0 là cái mốc thời gian lúc bắt đầu xuất phát hoặc là lúc bắt đầu chúng ta xét ha, là T0 bằng 0. Thông thường để chúng ta làm bài tập cho đơn giản á, dù các em có làm những bài tập về chuyển động mà lúc 6 giờ xuất phát với vận tốc bao nhiêu đó thì các em có quyền chọn T0 bằng 0 là ngay tại thời điểm xuất phát là T0 bằng 0. Thì lúc này chúng ta chỉ cần quan sát cái khoảng thời gian chuyển động là bao nhiêu thì các em thay vào đây thôi nha. Còn nếu mà các em không chọn á, là T0 bằng 0 mà các em chọn lúc T0 bằng lúc 6 giờ á, thì các em phải thay vào chỗ DNT này để các em xét cái hiệu DNT này nha. Nên nó để dễ dàng làm bài tập á, để về sau này á, thì chúng ta coi như là T0 bằng 0 nha. Là lúc bắt đầu xuất phát, lúc bắt đầu chúng ta xét cái chuyển động này.
Sau đó chúng ta sẽ đo được cái thời gian t là bao nhiêu sau thời gian xuất phát, là chúng ta thay vào đây là mình tính được ha. Nếu ở thời điểm ban đầu là t0 bằng 0, vật mới bắt đầu chuyển động thì lúc này v0 bằng 0, nghĩa là bắt đầu vật bắt đầu chuyển động. Nhớ nha, khi mà các em làm bài tập bắt đầu chuyển động nghĩa là ngay tại thời điểm t0 bằng 0 á, vật không có chuyển động, nghĩa là vận tốc ban đầu nó bằng 0. Do đó vt nó bằng a nhân t. T là khoảng thời gian là xuất phát, khoảng thời gian mà từ lúc xuất phát đến lúc kết thúc, đến tại thời điểm t mình cần tính. Mình hiểu không? Ví dụ như 6 giờ xuất phát chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a, sau đến thời gian là 8 giờ thì vận tốc ngay tại điểm 8 giờ là bao nhiêu, thì các em phải thay t bằng 2 vô nha. Hình dung không? Giả sử như 6 giờ xuất phát đến 8 giờ chuyển động nhanh dần đều đến 8 giờ. Thì ví dụ thôi nha. 8 giờ đến 6 giờ xuất phát đến 8 giờ. Một là các em dùng công thức là như thế này, là vt là v tại hiện 8 giờ đó thì sẽ bằng a, để sẽ cho gia tốc đi, thì các em sẽ ghi là 8 giờ trừ 6 giờ nghĩa là t trừ t0. Nếu các em cho t0 bằng 6 giờ, nhớ hiện làm cách này. Còn nếu mà các em cho t0 bằng 0, nghĩa là các em cho t0 bằng 0 thì suy ra được cái vận tốc tại thời điểm t á, là vận tốc tại điểm ngay từ lúc 8 giờ đó, thì các em sẽ ghi là bằng thì coi như là cái v0 nó bằng 0 nha. Thầy chỉ biết a nhân cho dt thôi. Thì lúc này mình sẽ ghi a nhân t thôi. Cái t này chính là khoảng thời gian từ 6 đến 8 giờ là t bằng 2. Thì các em thay vào đây là 2a, thì chỗ này nó cũng 2a như nhau thôi. Tại vì nhiều em mới đặt câu hỏi cho thầy cái câu này rồi. Việc vấn đề mình đặt cái t0 là do mình chọn ha, chứ không quan trọng là mình phải làm theo trường hợp nào cả. Mình chọn t0 bằng 0 để mình dễ làm nha. Về sau này nha. Tóm lại là công thức vt bằng v0 cộng at với t0 bằng 0. Dù các em có xét cái vị trí cái vật nó chuyển động lúc mấy giờ chăng nữa thì các em có chọn t0 bằng 0 đi. Chúng ta sẽ quan tâm đến khoảng thời gian từ lúc xuất phát thôi là bao nhiêu, thì các em thay vào đây nha. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cái đồ thị vận tốc thời gian của chuyển động thẳng biến đổi đều nha. Từ công thức hình 9, công thức 9.2 và 9.3 cho thấy vận tốc tức thời v trong chuyển động thẳng biến đổi đều là một hàm bậc nhất theo thời gian, nên đồ thị vận tốc thời gian cũng là một hàm có dạng như hình này. Nó có 3 dạng này. Một là nó xuất phát tại góc tọa độ O luôn, nghĩa là VOT thì góc O, xuất phát tại thời điểm V0. Nghĩa là lúc t bằng 0 á, vật đang chuyển động. Sau đó nó chuyển động đi theo cái đường này. Lúc t bằng 0 thì vật đang bắt đầu đứng yên, bắt đầu chuyển động, khúc này là bắt đầu chuyển động, này là chuyển động rồi, sau đó mới khảo sát. Còn này chuyển động giảm dần vận tốc. Đang chạy vận tốc về V0, sau đó giảm dần vận tốc ha. Nên cái đồ thị này á, là mình xét như là t0 bằng 0 hết. Những cái vị trí này là t0 bằng 0 hết. T0 bằng 0. Từ hình 9.1, các em hãy biết công thức về mối liên hệ giữa V, A và T của từng chuyển động ha. Đầu tiên là câu hỏi số 1. Bây giờ các em biết phương trình chuyển động của cái hình A này trước nha. Hình A thì rõ ràng nó không có V0, nên V nó bằng A nhân T thôi. Em lưu ý nha, V bằng A nhân T. Trong trường hợp này A nó mang giá trị dương, tại vì hàm số này hàm số đi lên. Giống như cái hàm số Y bằng AX ngày xưa các em học đó. Nếu mà dốc đứng đi lên như thế này á, thì A nó dương, với hệ số A nó dương. Do đó chuyển động này là chuyển động nhanh dần đều. Nên thầy đó trả lời cho cô B luôn ha. Chuyển động nào là chuyển động nhanh dần đều, chậm dần đều. Thì hình A này là chuyển động nhanh dần đều, vì A nó dương, V nó dương nha. V nó dương này các em, tại tất cả những thời điểm nào thì lúc này chúng ta sẽ có vận tốc. Ví dụ tại thời điểm này đi, thì các em chiếu vào đây thì các em sẽ có được vận tốc V, chỗ này nó mang giá trị dương, nằm phía trên của trục OV mà, nó phải dương chứ, đúng không? Khi nào nằm ở dưới này mới âm nha. Do đó là chúng ta thấy V dương, A dương. A dương rồi, V dương nữa thì chuyển động nhanh dần đều nha. Đây là chuyển động nhanh dần đều. V A nhân V lớn hơn 0. Còn nhiều em hỏi tại sao A lớn hơn 0, thì các em có hình dung A bằng V trừ V0 trên cho dt, thì rõ ràng là cái V sau nó lớn hơn V đầu rồi ha. Khi mà thời gian chuyển động đi thì vật cái V sau nó luôn lớn hơn V đầu.
ví dụ tại thời điểm T0 ở đây đi, T1 đi, sau đó đến thời điểm T2 chỗ này, thì lúc này vận tốc em thấy nó tăng lên không? V1 đến V2 không? V2 lớn V1, suy ra cái A nó dương. A nó dương nha. Rồi hình B. Lúc này á, là tại điểm T bằng 0 á, thì nó có vận tốc ban đầu nha. Nó có vận tốc ban đầu là V0. Thì phương trình vận tốc của nó là V sẽ bằng V0 cộng AT. Trong trường hợp này A cũng dương nha các em. A lớn không? Trường hợp này A lớn không? Tại vì cái V sau lớn V đầu. Ví dụ tại điểm T1 ở đây. Thì nó đang có vận tốc như chỗ này. Là V1. Nhưng đến thời điểm T2 chỗ này. Các em chiếu lên đây. Sau đó các em chiếu vào đây. Vuông góc nha. Thì các em có V2. Rõ ràng V2 lớn V1. Do đó cái gia tốc nó lớn không? Gia tốc lớn không mà vận tốc lúc này nó dương nằm phía trên. Do đó chuyển động là chuyển động cũng nhanh dần đều nha. Chuyển động nhanh dần đều. Vì A nhân V nhỏ không. À, xin lỗi, A nhân V lớn không. Tích A nhân V mà lớn không thì nhanh dần đều. Còn chiều chuyển động chúng ta không quan tâm ở đây. Chúng ta không quan tâm chiều chuyển động ở đây. Cái đồ thị này nó chưa vẽ xuống đây. Nếu mà cái đồ thị mà nó đi xuống dưới đây luôn á, thì lúc này đổi chiều ở chỗ này. Tại vận tốc nó âm, thì vận tốc nó chuyển động theo chiều chiều âm. Còn phía trên này là vận tốc đang dương, vẫn đang chuyển động theo chiều dương nha. Chiều dương đã chọn là cái chiều chuyển động của vật. Hình C. Hình C thì các em thấy rằng vật đang chuyển động chậm dần. Tại vì các em thấy rằng vật đang chuyển động chậm dần là do vận tốc giảm. Vận tốc giảm theo thời gian nên vật chuyển động chậm dần. Thì cái phương trình vận tốc V nó cũng bằng V0 cộng AT. Nhưng mà trong trường hợp này các em nhớ là A nó âm. A nó âm vì vận tốc giảm. Vì vận tốc giảm là giải thích cho rõ. Vì vận tốc giảm theo thời gian. Chúng ta chưa kết luận được chiều đó nha các em. Tại vì ở đây V vẫn mang giá trị dương. Khúc này V vẫn mang giá trị dương. Vật đang vẫn đang trên đây. Nhưng mà chúng ta chỉ biết được A nó âm thôi. A nó âm vì cái V sau nó lớn hơn. Cái V sau nó nhỏ hơn V đầu. Nhưng cái delta V nó âm thì dẫn đến A nó âm. Hiểu đúng không? Không, sau đó đến thời điểm này các em thấy không? Cái vận tốc bị giảm xuống ha. Giảm nhỏ hơn. Thời điểm T bằng 0 ở chỗ này. T0 bằng 0 chỗ này thì nó có vận tốc là V0. Nhưng mà ngay thời điểm T chỗ này thì lúc này vận tốc là V. V nó nhỏ hơn V0. Do đó gia tốc nó âm. Mà gia tốc nó âm thì vật nó chuyển động chậm dần. Chậm dần. Chậm dần đều luôn. Tại vì nó là đường thẳng thì chậm dần đều. Vận tốc giảm theo thời gian. Nên suy ra cái chuyển động này chậm dần đều. Vì tích A nhân V là âm. Tại V chưa khúc như này nó V nó dương nhưng mà A nó âm. Thì tích A nhân V nó âm. Thì chuyển động chậm dần đều. Tất nhiên là có nhiều cách giải thích khác. Nhưng mà đây là cách giải thích mà chúng ta căn cứ vào bài trước. Nếu tích A nhân V mà dương thì chuyển động nhanh dần đều. Còn tích A nhân V âm thì chuyển động chậm dần đều. Chúng ta chưa nói chiều chuyển động ở đây nha. Tại vì cái đồ thị nó vẽ như đây á, chúng ta thấy là vận tốc luôn luôn dương, nghĩa là vật đang vẫn đang chuyển động theo chiều dương nha, chưa có đổi chiều. Khi mà cái đồ thị đi xuống ở đây luôn á thì nó mới đổi chiều. Vận tốc nó âm thì nó đi theo chiều âm. Các em quan sát câu số 2 là hình 9.2 là đồ thị vận tốc theo thời gian trong chuyển động của một bạn đang đi trong siêu thị. Hãy dựa vào đồ thị để mô tả bằng lời chuyển động của bạn đó. Khi nào đi đều thì nhanh lên và đi chậm lại và khi nào nghỉ. Thì rõ ràng là trong từ giây thứ 1, giây thứ 0 này đến giây thứ 4 thì chỉ đi đều. Đi đều với vận tốc là 1,5 m trên giây. Đúng không? Nghĩa là 4 giây đầu. 4 giây đầu thì đi đều. Đúng không? 4 giây đầu thì đi đều này, cái đường nằm ngang này, vận tốc không đổi này. Thời gian trôi qua 4 giây đầu thì vận tốc đều là 1,5. Thấy không? Các em phép biểu bằng lời thôi nha. Vậy là 4 giây đầu á, thì người này đi đều. Đi đều. Tiếp tục. Từ giây thứ 4 đến giây thứ 6 này các em. Từ giây thứ 4 đến giây thứ 6 người này đi chậm dần đều. Chậm dần đều. Chậm dần đều nha. Tại sao chậm dần đều? Tại vì đều ở đây á, là chậm dần thì các em có thể đi đều luôn. Tại vì nó là đường thẳng là đều luôn. Chậm dần đều. Theo thời gian. Tiếp tục giây thứ 6 đến giây thứ 7 thì người này dừng lại nghỉ. Thì vận tốc luôn luôn bằng 0. Này các em thấy không? Khúc này là đường nằm ngang này nó cắt cái trục đứng này này tại 0. Nghĩa là nó không có chuyển động, vận tốc bằng 0. Nghĩa là người này nghỉ 1 giây, từ giây thứ 6 đến giây thứ 7 là đứng nghỉ. Sau đó người này sẽ đi như thế nào? Sau đó người này sẽ đi. Đoạn này đi chậm lại nha, chậm dần đều á, chậm dần, chậm lại.
Sau đó người này thì đổi chiều chuyển động, đi ngược lại, đi ngược lại, đi ngược chiều ban đầu. Người này đi ngược chiều ban đầu nhé các em, tại vì ban đầu là đang đi đều. Sau đó người này đã đi chậm lại, đi chậm lại, sau đó nghỉ, sau đó người đó quay ngược lại như thế này này. Ví dụ như người ta đang đi đều như thế này, đi đều, sau đó họ đi chậm lại, đúng không? Chậm lại đến dừng lại, nghỉ này, khúc này là nghỉ, sau đó người ta đổ chiều lại, đi ngược lại, hình như không? Đó là cái đồ thị này. Đi ngược lại tại vì mặt bọn tắt nó âm. Ví dụ thầy chịu chọn chiều dương ban đầu là đi như thế này, đúng không? Đi đều, đến giây thứ tư đều, khúc này đều, sau đó họ từ giây thứ tư này đến giây thứ sáu á là đi chậm dần. À, đến giây thứ sáu chậm dần, đến giây thứ bảy á là nghỉ, đứng yên, sau đó họ đi xuống là nghĩa là đi vào tốc âm này, bị ngược lại đổi chiều lại, ha. Vậy là đi từ giây thứ bảy này đến giây thứ tám á là đi như thế nào các em? Đi nhanh dần lại, nhanh dần nhưng mà đổi chiều nha, tại vì các em thấy là vận tốc độ lớn nó âm, nó không có nằm, nó phải đi nhanh dần chứ, tại vì ở đây vận tốc bằng không, sau đó nó đi nhanh dần nhưng mà đi đổi chiều nha, đi ngược chiều và đi nhanh dần nha, không phải đi nhanh dần nha, chứ không phải chậm dần đâu nha, nhiều em nói chậm dần là sai nha. Vậy là giây thứ bảy, giây thứ tám mà đi nhanh dần, nhớ cho thầy, nhanh dần và ngược chiều ban đầu, nên nó mang dấu âm là như vậy đó. Sau đó từ giây thứ 8 đến giây thứ 9 này, thấy không? Từ giây thứ 8 đến giây thứ 9 này, cái đường nằm ngang, cắt cái trục này tại 0.5, nghĩa là người này vẫn là đi đều. Giây 8 đến giây 9 là đi đều với vận tốc là 0.5. Độ lớn vận tốc là 0.5. Còn dấu âm là đang đi ngược chiều dương thôi, không có gì hết ha. Sau đó đi từ đây đến đây là khúc này, các em để ý này, khúc này đi về không lại này, do người này phải đi đổi chiều lại, tiếp tục. Giây thứ 8 ngang, giả sử giây thứ 8 ở đây đi. Sau đó họ lại đổi chiều đến giây thứ 10. 10 này. 8 đến 9 chứ. Này 9 này, 9 đến 10 là đi chậm dần nha các em. Chứ đừng nghĩ là đi lên, dốc đi lên là nhanh dần đâu nha. Đi này thuốc này đi chậm dần đến vận tốc bằng 0, giây thứ 10 là ngừng lại luôn. Khúc này là nghỉ. Giây thứ 10 là nghỉ. Thấy không? Giây thứ 10 nghỉ, được chưa? Đó, em hiểu chưa? Lại nha. 4 giây đầu đi đều theo chiều dương. 2 giây tiếp theo là chậm dần. Đến giây thứ 6 nghỉ. 6 đến giây thứ 7 là đứng nghỉ 1 giây. Sau đó nhanh dần. Nhanh dần. Chưa? Nhanh dần. Sau đó lại đi đều. Đi đều. Sau đó lại. Sau đó lại gì các em? Chậm dần. Chậm dần. Chậm dần. Khúc này chậm dần mà đi theo chiều dương lại nha. Đi chiều dương ban đầu. Đổi chiều lại. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ tính cái độ dịch chuyển ha, của chuyển động thẳng biến đổi đều, chúng ta tính như thế nào ha. Thì trong khoảng thời gian t, nếu vật mà chuyển động thẳng đều như các em học ở bài trước đó, với vận tốc v, thì trong đồ thị VOT này nó có dạng hình 9.3a ha. Thì cái độ dời á, hay là độ dịch chuyển đó các em, để độ dời á, độ dịch chuyển thì nó có được tính bằng v nhân t. Trong trường hợp này nó bằng quãng đường luôn đó, độ dời nó bằng quãng đường luôn. Nếu mà chuyển động không đổi chiều thì độ dời nó bằng quãng đường nha. Em nhớ lại cho thầy. Chuyển động không đổi chiều thì độ dời bằng quãng đường. Do đó nó bằng cái diện tích này luôn. V nhân t chính là dài nhân rộng, là chiều rộng nhân chiều dài là t, ra được cái diện tích này chính là độ dời d. Trong trường hợp này không đổi chiều thì nó là s luôn. Đi không đổi chiều. Và cái độ lớn này bằng diện tích của hình chữ nhật ha. Có cái cạnh là độ dài là V và T, thì các em lấy diện tích thì lấy dài nhân rộng là xong ha. Chúng ta ra được cái độ dời. Còn nếu mà trong chuyển động thẳng biến đổi đều á, thì có gia tốc thì sao? Thì rõ ràng các em thấy cái đồ thị của nó là dốc đứng đi lên. Nếu mà trong trường hợp chuyển động nhanh dần đều là thẳng dốc đứng đi lên như thế này à, phía trên của trục OV à, đây là chuyển động nhanh dần đều, và vận tốc nó sẽ tăng đều theo thời gian. Vậy cái độ dời chúng ta tính như thế nào đây? Thì độ dời chính là cái hình thang này các em. Hình thang này. Chỗ nào hình thang. Vậy là chúng ta tính cái diện tích hình thang này là xong à, chúng ta chỉ cần tính cái diện tích hình thang này thôi. Vậy là trong khoảng thời gian t á, nếu vật chuyển động thẳng biến đổi đều
với vận tốc là V0, thì công thức tính vận tốc là VT là vận tốc tức thời tại thời điểm T thì bằng V0 cộng AT, thì các em đã biết đúng không? Cái đồ thị VT có dạng hình 9.3B này này, thì VT đúng không? Có thể dựa vào đồ thị này chúng ta tính độ dịch chuyển như sau. Chúng ta kẻ các đường song song với OV, nghĩa là chúng ta kẻ nhỏ những cái đường thẳng song song với OV và cách nhau một khoảng là delta T rất nhỏ, nghĩa là chúng ta sẽ chia nhỏ ra. Trong trường hợp mà chúng ta phóng đại lên thì nó phải bự như thế này, cho nên chúng ta chia càng nhỏ, rất là nhỏ nha, chia rất là nhỏ. Khi mà chúng ta chia nhỏ rồi cái đường này, đường nằm ngang này dọc đứng này thành một cái đường thẳng, tại vì khi mà nó nhỏ quá, nhỏ đến mức delta T rất nhỏ rồi đó, hiệu cái TB trừ TA nó rất nhỏ rồi, coi như là cái độ dốc nó bằng không, nghĩa là nó thẳng luôn, coi như thẳng. Để các em áp dụng công thức ở trên để chúng ta làm. Rất nhỏ để chia cái đồ thị thành các hình thang nhỏ có đường cao là delta T. Chia nhỏ ra. Rất nhỏ để chia cái đồ thị thành các hình thang nhỏ. Cái hình thang rất là nhỏ có đường cao delta T. Chúng ta chọn một cái hình thang nhỏ bất kỳ trong cái hình này. Trong trường hợp này thì mình chọn cái hình thang này. Rất là nhỏ này. Vì vật chuyển động thẳng biến nó đều nên trong khoảng thời gian mà nhỏ này nè các em, thì chúng ta có thể coi nó là chuyển động thẳng đều. Hình dung không? Tại vì nếu mà cái hình thang này quá nhỏ quá gần nhau đi á, thì dẫn đến cái đường này là giống như là một đường thẳng vậy. Em hình dung không? Khi em hình dung như trái đất chúng ta là hình tròn đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta xét trong phạm vi nhỏ đó, từ A đến B trên cái bàn của chúng ta học này, thì tất nhiên nó là một cái đường thẳng rồi, không thể nào nó cong được. Tuy là trái đất chúng ta hình tròn như thế này, hình cầu như thế này, nếu mà chúng ta xét rộng ra thì nó là cong. Nhưng mà nếu mà chúng ta xét trong một phạm vi ngắn rất là nhỏ thế này trên bàn học của chúng ta đi, thì đó là hai điểm kế nhau là một đường thẳng rồi, đúng không? Hình dung không? Nên coi như là nó đường thẳng. Nếu mình chia nó nhỏ, cực kỳ nhỏ thì nó sẽ là đường thẳng, ok không? Thì lúc này chúng ta sẽ có được cái vận tốc ha, V tại C này. Khi chúng ta chia nhỏ ra thì vận tốc tại C này được xem là vận tốc trung bình của hai khúc này. Nghĩa là vận tốc tại C nó bằng vận tốc tại A cộng vận tốc tại B, là hai điểm gần nhau nhất á. Nên T rất nhỏ thì nó sắc chia hai trung bình. Nên cái VC này rất là tính trung bình rất là dễ, thì lấy cái VB cộng VA sau nó chia hai thôi. Ví dụ cái này số 5, cái này số 6 thì số 7, thì dĩ nhiên là 7 cộng cho 5 là 12 chia 2 ra được 6. Thì ra công thức tổng quát này thôi. Đúng không? Rồi. Vậy độ dịch chuyển của vật trong khoảng DT có độ lớn bằng diện tích hình chữ nhật luôn, VC nhân DT. Hiểu không? VC nhân DT. Nếu mà trong xét trong hình chữ nhật nhỏ thì lúc này chúng ta sẽ có độ dịch chuyển này này bằng VC và DT. Nghĩa là chúng ta lấy DT nhân VC. Ok không? Đấy, hình như là có cái cạnh là VC và delta T. Tại vì nó nhỏ, cái đoạn nó nhỏ thì coi như là chuyển động thẳng đều trong khúc nhỏ đó, thì vận tốc cái đường nằm ngang đó là coi như là giống như hình trên đây này là VC. Đấy không? Còn này delta T nha. Mà cái VC được tính là cái VC này được tính bằng VA cộng VB chia 2 nha. Với cái VC này được tính bằng VB cộng VA chính là cái ra được cái ra được cái chiều cao, chiều dài, còn liên tê là chiều rộng. Ha, cái VC á, nghĩa là mình tính được cái chiều cao này, ok không? Chính là VC. Còn chiều rộng là liên tê. Em hiểu cái này chưa? Với VC tính bằng VA cộng VB chia 2. Rồi tiếp theo. Rồi hình vẽ cho thấy diện tích của hình này bằng diện tích của hình thang nhỏ gạch chéo. Ha, diện tích hình thang nhỏ gạch chéo đó các em. Bằng diện tích hình thang nhỏ gạch chéo này, nhỏ này. Trong hình có đường cao DT và có các đáy là VA và BB, đấy là VA và BB. Vậy độ dịch chuyển trong thời gian T bằng tổng cái độ dịch chuyển trong khoảng thời gian DT, nghĩa là để tính được trong thời gian T từ đây đến đây này, thì nó bằng tổng độ chuyển trong những cái hình thang nhỏ nhỏ này cộng lại. Nên sẽ có độ lớn bằng diện tích của hình thang vuông có đường cao là T. Và cái đấy là V0 và B. Đấy là V0 và B. Chúng ta ra được đúng công thức là ra được cái... Ở đây lý giải cho việc mình xây dựng được cái công thức là để tính được cái độ dời trong cái chuyển động thẳng nhanh dần đều trong trường hợp này. Thì mình sẽ lấy là lấy đáy bé cộng đáy lớn này này, nhân chiều cao là T này, sau đó chia 2. Được. Vậy các em hãy tính độ dịch chuyển của chuyển động đồ thị VT hình 9.3B, biết mỗi cạnh của hình vuông nhỏ trên trục ứng với hai mét trên giây và trên trục hình ứng với một giây.
thì mình sẽ tính ra là như sau. Nhớ là mỗi ô này là 20 trên giây, còn mỗi ô nằm ngang này là 1 giây. Thì chúng ta sẽ có là cái độ dời sẽ là như thế nào. Thì đầu tiên á, độ dời thì bằng gì các em? Bằng V0 là đấy nhỏ này, còn đấy lớn là V, đúng không? Nhân chiều cao là T, sau đó chia 2. Bây giờ mình phải tìm được V0 và V không? V0 nó chiếm 2 ô mà mỗi ô là 2,5. Vậy lúc này mình sẽ có V0 là 2 ô cho V là mấy? V là 2 các em. Cho V là 2, vậy là mỗi ô là 2. Vậy cái V0 nó chiếm 2 ô, nghĩa là sẽ bằng 4. V0 là 4. Cộng cho V. V ở đây chiếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ở đây V ở đây là 8 ô. 8 x 2 16, là V là 16. Mỗi ô là 2 đó, thì 8 ô là 16, chia 2. Nhân T. T ở đây 1, 2, 3, 4, 5, 6 ô. Mỗi ô là 1, chia 6. Nhân 6 nữa. Bằng. Chỗ này 20 mà chia 2 được 10, 10 x 6 là 60. Vậy là 60 mét. Vậy là cái độ di chuyển là 60 mét. Chứng tỏ rằng có thể xác định được giá trị của gia tốc dựa vào đồ thị VT. Vậy chúng ta làm sao để xác định được cái giá trị của gia tốc trong đồ thị này? Thì rõ ràng là gia tốc được có thể tính dễ dàng bằng cách lấy V trừ cho V0 chia cho gì các em? Gia tốc thì bằng V trừ V0 chia cho T thôi. Chúng ta có thể tính được V, A thì bằng V trừ V0 chia T. V ở đây là chúng ta tính ra bao nhiêu? V ở đây là nãy mình tính là 16, 8 ô đó, trừ cho V0 là 2 ô là 4. Chia T là 6 ô. 16 trừ 4 được 12, 12 chia 6 được 2. 2 mét bình phương. Tính được gia tốc rất là dễ dàng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lập công thức tính độ dịch chuyển nha. Thì chúng ta dựa vào đồ thị VT vừa nãy đó, chúng ta sẽ lập công thức tính độ dịch chuyển bằng công thức này. Tại sao chúng ta lại có công thức D bằng V0T cộng 1/2 AT bình? Đây là công thức để chúng ta xác định độ dịch chuyển nha. Bây giờ từ cái hình vẽ như thế này, thì vẽ cái hình ra lại sơ lại cái hình này. Mình thấy nè. Đây cái đồ thị này, thế này. Thời điểm này là thời điểm T. Này T0, trục T, trục V. Này là coi như là V0, này là V. Bây giờ cái độ dời như chúng ta đã vừa nãy chúng ta chia nhỏ ra thì chúng ta cộng lại hết luôn thì ra được cái độ dời chính là bằng cái hình thang này luôn đúng không? Chúng ta vừa chứng minh xong. Thì chúng ta sẽ chia ra thành hai cái miền, hai cái hình. Một cái hình này là hình chữ nhật. Chữ nhật này là bằng V0 nhân T. Đúng không nào? Vậy D cộng cho cái hình này. Hình tam giác này. Hình tam giác này thì em thấy rằng cái đoạn này này có độ dài bằng V trừ V0. Này góc vuông nha. Còn cái độ dài này chính là T. Đúng không? Mà V trừ V0 thì bằng gì? Chúng ta biết rằng A thì bằng V trừ V0 trên cho T. Trừ T0. T0 bằng 0 rồi. Thì chúng ta coi như T0 trừ trên T thôi. Vậy lúc này thầy rút ra được V trừ V0 thì bằng AT không? Nghĩa là mình nhân 2 V cho T á. Thì chúng này sẽ được AT bằng V trừ V0 bằng AT. Vậy cái độ cạnh góc vuông này bằng có độ dài bằng AT. Cạnh này có độ dài là A. Vậy là chúng ta có được diện tích nó sẽ bằng là diện tích của hình vuông á, là bằng 1/2. Lấy hai cạnh góc vuông nhân lại chia 2 nha. Nghĩa là AT là cạnh này, nhân cạnh này là T, sau đó chia 2. Hiểu không? Nghĩa là diện tích của hình vuông á các em thì bằng 1/2 tích của hai cạnh góc vuông. Thực tế nó là một nửa của hình chữ nhật á. Giả sử như hình chữ nhật thì bằng dài nhân rộng, là lấy cạnh này nhân cạnh này, nhưng mà nó là một nửa của hình chữ nhật nên nó chia 2 đi. Dài nhân rộng sau đó chia 2 đi. Thấy không? Thì nó sẽ bằng gì? A T mũ 2 chia 2 thì thành biết thành 1/2 AT mũ 2. Vậy lúc này chúng ta sẽ có được D sẽ bằng gì? D nó sẽ bằng là tổng hai cái này cộng lại, hai cái diện tích này lại chính là bằng V0T cộng cho 1/2 AT bình. Đó. Vậy chúng ta đã chứng minh được công thức này nha. Khi mà các em đi làm thì các em đặt đỉnh vào đỉnh A này, đỉnh B này, đỉnh C, đỉnh D, đỉnh E đi. Đó, thì cái độ dời sẽ bằng diện tích của hình này cộng diện tích hình này, sau đó chúng ta tính từng cái diện tích ra chúng ta cộng lại ra được cái công thức này nha. Vậy là thầy đã chứng minh xong công thức đầu tiên. Về sau này các em chỉ cần nắm công thức này thôi. Mà cái D này sẽ bằng gì? Cái D này bằng tọa độ sau trừ tọa độ đầu.
Cái d này là độ dời sẽ bằng x trừ x0, nghĩa là x sau trừ x đầu. Do đó cái x này, x sau trừ x đầu này nó có thể âm hoặc dương. Nếu mà chuyển động không đổi chiều á thì chiều dương á, thì cái độ dời này bằng quãng đường luôn. Nếu mà chuyển động không đổi chiều. Nha. Còn trường hợp mà đổi chiều á thì độ dời nó không bao giờ bằng quãng đường được. Em lưu ý. Khi mà cái x trừ x0 này bằng cái này thì các em ra được cái phương trình vị trí, các em sẽ tìm được vị trí trên cái trục, trên cái trục tọa độ mình chọn, x sẽ bằng chuyển x0 sang thì nó bằng x0 cộng v0t cộng 1 phần 2. Đó. Đây là cái chương trình sách cũ chúng ta học thế này này. Đó. Thì người ta chọn tài liệu theo chương trình sách mới nó khác một xíu. Đó. So với chương trình sách cũ nha. Đấy. Rồi, tiếp theo là đây là công thức để tính vị, xác định vị trí của vật nha, trên cái trục OX đó các em. Trong đó O là góc tọa độ mà mình chọn ha. Từ công thức 9.2 và 9.4 này chúng ta chứng minh công thức độc lập với thời gian. Nghĩa là trong công thức này nó không có thời gian t trong đây đâu các em. Nghĩa là vận tốc tại điểm t thôi nha, vận tốc v0 2 lần a nhân cho độ dời d. Tại sao công thức này? Bây giờ mình xuất phát từ công thức nào đây? Đây. Từ công thức này. Thầy sẽ lấy làm từ công thức này có d này. Vậy ở đây mình sẽ làm sao đây? Khử cái t đi. Chúng ta phải khử cái t đi nha, để ra phương trình dưới. Để khử t thì chúng ta xuất phát từ công thức là vt bằng v0 cộng at. Đây là công thức tính vận tốc tức thời. Thầy rút t ra nha. Rút t ra. Thì thầy có được at sẽ bằng gì? Chuyển qua thành vt, vt trừ v0. Sau đó thầy chia hai với cho a thì dưới này sẽ còn lại t bằng vt trừ v0 chia a. Đó. Sau đó mình thay vào đây lại, mình thay vào cái phương trình độ dời nha. Vậy d nó bằng v0t. Ok không? Cộng v0t cộng 1/2 at bình, thì mình thay vào như sau. V0 nhân t, t là ông này nha, là bằng vt trừ cho v0 chia a. Đó, t chính là cái này. Cộng 1/2 nhân a nhân t bình. T bình chính là cái này bình phương lên. Nghĩa là vt trừ v0 tất cả bình chia cho a bình. Cái này bình phương lên nha, tử bình mẫu bình lên. Yeah. Bây giờ thầy rút gọn cho chữ a đi. Thì chữ này thầy viết lại là v0 nhân vt trừ v0 trên a cộng 1/2 vt trừ v0 tất cả bình trên a. Cái này hiểu không? Chưa? Đây làm sao nữa đây? Đến đây thầy đặt nhân tử chung. Thầy đặt nhân tử chung nha, thầy đặt v0 vt trừ v0 mà đặt nhân tử chung nha, trên a chung. Vt trừ v0 trên a. Đặt nhân tử chung thằng này chung nha, thằng này chung. Thì còn lại là cái gì? Thằng này còn lại v0 cộng cho 1/2. Rõ ràng chỗ này mình đặt v0 trừ vt trừ v0 rồi, thằng này nó sẽ còn lại một cái vt trừ v0 không? Tại mình đặt ra một cái vt trừ v0 rồi. Giống như ở đây là x đi. Thì cái này x bình, đặt x ra ngoài thì chỗ này phải còn là chữ x thôi. Nghĩa là còn lại là vt trừ v0 thôi. Đó. Chưa? Bằng. Vt trừ v0. Cách chứng minh họ dài so với cách chương trình sáng tạo. Sách chương trình sáng tạo sẽ gọn hơn. Nhưng mà lỡ thì chứng minh theo cái công thức này rồi. Thì nó hơi dài một xíu nha. Nhân cho. V0 cộng. Chúng ta nhân phá ngọt nha. 1/2. Nhân vào đây. Là bằng 1/2 vt trừ 1/2 v0. Chưa? Ở ngoài này viết lại vt trừ v0 chia a. Chỗ này v0 mà trừ 1/2 v0 đi. 1v0 mà trừ 1/2 v0 thì còn là 1/2 v0 không? Vậy là chúng ta có 1/2 v0 cộng 1/2 vt. Đúng không? Thì đặt 1/2 ra làm những thứ chung luôn. Thì còn lại v0 cộng vt. Yeah. Tiếp tục thầy nhân phép nhân có tính chất giao hoán, thầy lấy này thầy nhân này vt mà trừ v0 mà nhân cho vt cộng v0 chính là hàng đẳng thức số 3. A trừ b nhân a cộng b thì bằng a bình trừ b bình, nghĩa là bằng vt bình trừ v0 bình. Hai này nhân lại nha, hai thằng này nhân lại sẽ bằng vt bình trừ v0 bình, còn hai mẫu nhân lại là 2a. Vậy bằng chữ d chỗ này. Vậy d nó bằng vt bình trừ v0 bình trên 2a. Vậy thì nhân 2 vế cho 2A, chỗ này sẽ là 2AD bằng
về t bình trừ v không bình. Đó là được phần chứng minh nha. Không, cách chứng minh hơi dài một xíu. Vậy về sau này á, các em phải cần nhớ được cái công thức này, là lấy vận tốc lúc sau bình phương trừ vận tốc lúc đầu bình phương bằng 2 lần gia tốc nhân độ giờ d. Nếu mà chuyển động không đổi chiều thì độ giờ này chính là quãng đường đi được luôn, thay vào đây là xong. Được chưa? Đa số bài tập sẽ d bằng s luôn ạ. Đa số các bài tập là d bằng s nha. Tiếp tục câu hỏi tiếp theo. Hãy dùng cái đồ thị VT ở hình 9.4 để mô tả chuyển động các. Đầu tiên chúng ta mô tả chuyển động ha. Thì chúng ta kiểm tra xem là từ giây thứ 0 không? Hay là trong 4 giây đầu tiên vật chuyển động gì chậm dần đều. Đều ở đây là do đường thẳng này, gọi là chậm dần, là vận tốc bị giảm và chậm dần. Sau đó là do nó nằm trên cái đường thẳng thế này, chậm dần đều nha. Vậy là trong 4 giây đầu là chuyển động chậm dần đều. Tiếp tục là khúc này nha, thầy vẽ luôn nha. 4 giây đầu chậm dần đều. Các em có thể tính gia tốc lại luôn cũng được ha. Tiếp theo là trong 2 giây tiếp theo. Khúc này nè. Khúc này là lúc ở giây thứ 4 là nó dừng lại rồi nha, thì vận tốc bằng 0 này, các em chiếu vào đây bằng 0. Sau đó chuyển động nhanh dần, khúc này là nhanh dần đều. Nghĩa là từ giây thứ 4 đến giây thứ 6 á, nhanh dần đều. Nhưng mà đổi chiều chuyển động nha. Nhanh dần đều nhưng mà đổi chiều chuyển động nên nó bị đi chiều âm. Đi chiều âm, nhanh dần đều. Từ giây thứ 4 đến giây thứ 6 là nhanh dần đều và đi theo chiều chiều âm. Thằng coi trên này chiều dương. Đổi chiều chuyển động. Từ giây thứ 6 đến giây thứ 9 là chuyển động thẳng đều theo chiều âm. Thẳng đều. Thẳng đều theo chiều âm. Đó là chúng ta mô tả xong. Tính độ dịch chuyển trong 4 giây đầu. Độ dịch chuyển trong 4 giây đầu chính là cái diện tích của hình tam giác này này. Vậy là chúng ta sẽ có câu B này. Tính đây luôn nha. Độ dịch chuyển trong 4 giây đầu sẽ bằng, thầy đặt là D1 là 4 giây đầu. Thì bằng chiều bằng cái này là hình tam giác. Thì các em lấy tích hai cạnh góc vuông lại, đây cạnh này là 8 nhân cạnh này là 4 chia 2. 8 4 32 chia 2 được 16 mét. Chưa? Hoặc là các em có thể dùng công thức D nãy mình làm được V0T cộng AT bình cũng được. Nha, thử nha, thử nó có ra không. Thì bắt buộc nếu mà các em áp dụng kiểu này thì các em phải tính được cái gia tốc để mình thay vào. Thầy tính thử cho các em xem nha. Thầy tính thử ra nháp cho em xem này. D1. Bây giờ thầy đi tính cái A đi, tính cái A đi. Cái A thì bằng V sau là ngay thời điểm 4 giây là bằng 0. 0 trừ cho V đầu là 8, đúng không? Trên cho T là kéo dài 4 giây thì bằng trừ 2 mét trên dây bình phương. Đó là thầy tính theo cách này đó, tính dùng công thức ha. Rồi thay vào nha, D1 sẽ bằng V0T, V0 là 8 nhân T. T là kéo dài 4 giây là nhân 4. Đó. Cộng cho. Rồi cộng cho. 1/2 nhân A. A là trừ 2 nha, A là trừ 2. Nhân T bình là 4 bình. Được chưa? Rồi, bằng 8 4 32. Chỗ này trừ 2 nha, chia 2 cái này là trừ 1. Trừ 1 mà nhân cho 16 là trừ 16. Thì nó cũng bằng 16. Nè. Giống nhau đúng không kìa. Đó, thấy chưa? Công thức cũng được. Cái này nhanh hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ tính là trong 2 giây tiếp theo. 2 giây tiếp theo là từ giây thứ 4 đến giây thứ 6 này. Thì thầy đặt ở đây 2. 2 giây tiếp theo sẽ bằng, nó cũng ra cái diện tích hình tam giác này luôn các em. Là 2 nhân cho khúc này là mấy? Một ô là 2 này thì cái này là 4 nha, 2 nhân 4. 2 nhân 4 nha, cạnh này là 4 này, tại vì nó chiếm tới 2 ô, mỗi ô là 2 chỗ này này. Mỗi ô là 2 này. Vậy là 2 nhân 4 ha, chia cho 2 bằng 4 mấy. Rồi, tiếp tục 3 giây cuối cùng là cái hình này là hình chuyển động thẳng đều rồi, hình chữ nhật rồi, cái dài nhân rộng thôi. 3 giây cùng là 3 nhân cho 4 là 12. Vậy D3 sẽ bằng 3 nhân 4. 4 là cái vận tốc là cái chiều này này, cái trục chiều rộng là 4 này. Mỗi ô là 2 mét trên giây. 4 bằng 12 mét. Đấy. Xong ha.
tính gia tốc của chuyển động trong 4 giây đầu, như thầy đã tính rồi này. Đấy, đây chỗ này tính luôn rồi, tại vì mình nhìn vào cái hình này mình tính theo kiểu này thì mình tính kiểu này thì tính xong luôn rồi. Vậy là gia tốc trong 4 giây đầu ở câu, tính gia tốc trong 4 giây đầu tính là A sẽ bằng lấy cái V sau là 0 trừ cho V đầu là 8 là trên cho T, T sau là 4 trừ T đầu là 0 bằng trừ 2 mét trên giây bình phương. Thầy tính là chỗ này nữa. Tiếp tục tính gia tốc của chuyển động từ giây thứ tư đến giây thứ sáu, đây này, giây từ giây thứ tư đến giây thứ sáu nha. Thầy tính này nha, câu D nha, câu D là A sẽ bằng giây thứ tư đến giây thứ sáu. Giây thứ sáu thì có vận tốc là lúc này là các em chiếu vào đây nha, các em chiếu vào đây này, các em tìm vận tốc ở giây thứ sáu nha, là trừ 4, tại vì chỗ này là trừ 2 thì chỗ này sẽ trừ 4 nha, trừ 4 vận tốc sau trừ 4 trừ trừ cho vận tốc lúc đầu ngay chỗ này là ở giây thứ tư này là 0, chiếu vào đây 0 trừ 0 chia cho 6 trừ 4 T sau trừ T đầu trừ 4 chia cho 2 bằng trừ 2 mét trên giây bình phương. Tại sao dấu trừ lại nó chuyển động nhanh dần? Tại vì cái vận tốc nó âm, trong khi gia tốc nó âm, bị tích A nhân V dương, nên khúc này chuyển động nhanh dần. Các em lưu ý nha, đừng có nghĩ rằng cái tính A nó âm là chậm dần đều là sai nha. Tại vì mình phải căn cứ là cái vận tốc nữa thì mới kết luận được chính xác. Đấy. Kiểm tra kết quả câu B và câu C bằng cách dùng công thức thì thầy đã làm hồi nãy rồi đó. Bây giờ mình kiểm tra câu B và câu C bằng cách dùng công thức thì thầy đã tính hết rồi. Công thức ở câu câu B rồi đúng không? Tính công thức rồi. Nó đúng hả? Kiểm tra công thức rồi. Bằng cách dùng công thức. Có nghĩa là câu B mình tính đội chuyển trong 4 giây đầu bằng công thức. Thì câu câu D, câu B dùng công thức thì ta tính lại, chúng ta tính ở đây này. Chúng ta là kết quả của độ giờ chuyển là các em tương tự các em tính những khúc khác cũng vậy thôi ha, tự tính được lắm nè. Rồi bây giờ thầy qua bài tập vận dụng nha. Các em nhìn vào hình 9.5 là cái đồ thị vận tốc hay thời gian mô tả chuyển động của một chú chó đang chạy trong một cái ngõ thẳng và hẹp, mô tả chuyển động của chú chó. Đầu tiên là các em thấy rằng trong 2 giây đầu, giây thứ 0 đến giây thứ 2 giây đầu, chú chó chuyển động thẳng đều với vận tốc là 1 mét trên giây. Thẳng đều nha, trong 2 giây đầu chú chó chuyển động thẳng đều. Tiếp tục trong 2 giây tiếp theo là từ giây thứ 2 đến giây 4 là 2 giây tiếp theo, chú chó chuyển động nhanh dần đều, nhanh dần đều thì vận tốc có tăng đó nha, nhanh dần đều. Tiếp tục từ giây thứ 4 đến giây thứ 7 là 3 giây tiếp theo là chuyển động chậm dần đều. Chú chó dừng lại ở giây thứ 7 là dừng lại luôn, đứng nghỉ. Tiếp theo đến giây thứ 8 cũng đứng nghỉ luôn, đứng yên. Cho đứng yên này, đứng nghỉ. Từ giây 8 đến giây 9 này là nhanh dần lại, nhưng mà đi ngược chiều lại, như chiều ban đầu, nghĩ đuổi xong chạy về nhà lại đó, ngược chiều. Này nhanh dần. Rồi từ giây thứ 9 giây thứ 10 là chạy thẳng đều với vận tốc là 1 mét giây, thẳng đều chưa. Khúc này nè, thẳng đều, khúc này nhanh dần đều, khúc này đứng yên, khúc này chậm dần đều, khúc này nhanh dần đều và khúc này thẳng đều. Và cái đặc biệt lưu ý thầy đã nói rồi á, chưa chắc đi xuống là chậm dần đều, em lưu ý nha, đi xuống ở phía trên cái trục OV này thì mới chậm dần đều, còn ở dưới lại thì nó là nhanh dần đều, chú ý nha để mình đưa nhận xét đúng. Câu B là tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của chú chó sau 2 giây, 4 giây, 7 giây và 10 giây. Sau 2 giây, đầu tiên mình tính cái gì? Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của chú chó sau 2 giây trước ha. Trường hợp này là quãng đường là bao nhiêu? Quãng đường á là chuyển động thẳng đều rồi. Quãng đường đi được, chuyển động chưa đổi chiều nha. Cái này không có đổi chiều, quãng đường đi được chứ nè. Sau 2 giây trước nha. Giờ là sau 2 giây trước. Chúng ta sẽ có là quãng đường sẽ bằng vận tốc nhân thời gian, vận tốc là 1, thời gian là 2. 1 nhân 2 bằng 2 mét. Đúng không? 1 mét trên giây mà thì dẫn đến là đi được 2 giây thì được 2 mét. Chờ.
giờ độ dịch chuyển D bằng nhiều, rõ ràng là chuyển động chưa đổi, không đổi chiều thì nó bằng S luôn, bằng 2 m. Hoặc là các em dùng công thức là dài nhân rộng 2 nhân 1, diện tích hình chữ nhật đó. Tiếp theo là chúng ta tính cái sau 4 giây là mình tính từ đây đến đây nha, đến đây này, đến đây này, đó, từ đây đến đây này, thì nó ra được cái hình nào đây? Bằng cái hình ban đầu này, mình cộng thêm cái hình thang này nè các em, cộng thêm hình thang này, nghĩa là S1 này, cộng cho cái S2 chỗ này, nha. Vậy là lúc này mình sẽ có quãng đường, nó cũng không đổi chiều đúng không, nó đang chạy theo chiều dương, nó không có đổi chiều đâu, đi từ đây đến đây không có đổi chiều, đây đây không đổi chiều thì mình tính bình thường, nó bằng S1 như hình vẽ nha, cộng S2 bằng S1 là mình tính ở trên rồi là bằng 2, cộng S2 là lấy đáy bé cộng đáy lớn, đáy bé là 1, đáy lớn là 3, chiều cao là 2, và chúng ta sẽ có là đáy bé là 1 cộng đáy lớn là 3 ô nhân chiều cao là 2 ô, chiều cao là cái thời gian á, sau đó chỉ 2, chỗ này khử 2 đi, 4 cộng 2 là 6, vậy là 6 mét. À, 6 mét. Vậy là lúc này nó không đổi chiều nên D nó cũng bằng S rồi, bằng 6 mét. Yeah. Tiếp theo là sau 7 giây. Sau 7 giây là từ đâu đến đâu các em? Từ đây đến đây luôn này, đó. Từ đây nè. Vẫn không đổi chiều nha, tại lúc này đang chạy lên đây nhanh dần, sẽ đi chậm lại thôi nha. Các em tính như sau, chúng ta có S cũng bằng D luôn nha, tại vì không có đổi chiều nha. Lúc này mình sẽ tính là cái S mà D bằng S bằng S1 cộng S2 cộng S3 nha. S3 là cái tam giác này nè. Vậy là chúng ta có S1 cộng S2 là bằng 6 rồi nè, cộng cho cái S3. S3 chính là các em lấy cạnh này là 3 nhân cho 3, sau đó chia 2 đúng không? 3 chia 2 9/2, vậy là bằng 10.5 m. Tiếp theo là chúng ta sẽ tính sau 10 giây. Lúc này các em thấy rằng lúc này cái độ dời nó khác quãng đường, tại vì từ giây thứ 7 từ giây thứ 8 đổi chiều chuyển động rồi. Quãng đường chúng ta tính là bằng là S1 cộng S2 cộng S3 cộng cho chỗ này, tam giác này là S4 cộng với tam giác này cộng cái hình vuông này. Vậy thì sẽ có là bằng 10.5. 10.5 cộng cho cái tam giác này này chính là 1 nhân 1 chia 2 là 0.5. Cộng cho cái hình vuông này, đây đây này chính là hình vuông này này. Là 1 nhân 1. Vậy là bằng 12 m. Nhưng mà cái độ dời lại khác nha. Độ dời á thì lúc này chúng ta thấy rằng khúc này là nó bằng quãng đường là bằng 10.5. Nhưng mà phía này nó đi theo chiều âm nên độ dời nó phải âm. Thì cái tam giác này cái diện tích của nó vẫn là bằng 0.5 nhưng mà đi theo chiều âm nên lúc này trừ 0.5. Trừ cho này có một chiều âm nên độ dời nó âm -1. Vậy là 10.5 trừ 0.5 là được 10, được 1 được 9, 9 m. Vậy độ dời là 9 m trong khi quãng đường là 12 m. Còn khúc này đứng yên là chúng ta không có quãng đường nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra bằng công thức. Đó là chúng ta dựa vào cái đồ thị này chúng ta tính diện tích, chúng ta xác định được cái độ dời quãng đường. Vậy bây giờ mình kiểm tra bằng công thức thì đúng hay không ha. Đầu tiên thầy sẽ tính trong trường hợp 2 giây trước nha. Các em áp dụng công thức D đó. D đó bằng cái gì? D đó bằng V0T cộng cho 1/2 AT bình, đúng không? Đây là công thức tính độ dời 2 giây đầu. Rồi các em thay vào, bây giờ mình tìm gia tốc A nhé. Gia tốc A thì bằng 0, tại vì chuyển động khúc này là chuyển động thẳng đều nên gia tốc bằng 0, vậy nó sẽ bằng V0T luôn. Được chưa nào? Bằng V0T luôn. Vậy nó sẽ bằng bao nhiêu? V0 là bằng 1, T là 2, vậy sẽ bằng 2 mét. Được không? Thứ hai là quãng đường nó sẽ bằng độ dời luôn các em. Quãng đường nó chính bằng độ dời ha. Tại vì chuyển động thẳng không đổi chiều
Do đó chúng ta sẽ có S bằng B nhân T luôn. S luôn. Tiếp tục trường hợp là 4 giây. Thì các em cũng tương tự áp dụng công thức là D bằng V0T cộng 1 phần 2 AT bình. À. Nhưng mà ở đây là các em thấy rằng cái đoạn này chuyển động thẳng đều, đoạn này chuyển động nhanh dần đều. Do đó chúng ta sẽ tách ra bằng D1 cộng D2 đi. D1 cộng D2 không đổi chiều nha, nên D1 cộng D2. Tại vì đổi giờ là một đại lượng vector, trường hợp này không có đổi chiều nên D bằng D1 cộng D2 luôn. Vậy D1 chúng ta tính rồi, D1 là khúc này đi ha. Vậy chúng ta tính D2 thôi. Thì các em tính gia tốc A này A1 đi ha. Mình tính gia tốc A2 ứng với cái độ dốc này nè. Rồi lấy vận tốc 3 này, đỉnh này nè, 3 này, trừ cho 2, trừ đi 1, chia 2. Vậy 3 trừ 1 chia 2 thì bằng 1 mét trên giây bình phương. Vậy chúng ta sẽ có là bằng D1, D1 chúng ta lấy ở trên luôn là 2. Cộng cho D2 chính là bằng gì? V0T cộng 1/2AT bình phương. Đây là V0 là bằng lúc này này. Ở giây thứ 2 là 1. À, 1 nhân T là nhân cho 2. Rồi cộng V0 cộng 1/2AT bình phần 2 nhân A là 1. Nhân T bình là 2 bình. Chỗ này sẽ là các em để nhận cái D2 này. Cái D2 nó bằng V0T cộng 1/2AT bình này thay vô đó nha. V0 là vận tốc ngay tại thời điểm T bằng 2 giây á. Nó bắt đầu tăng tốc lên nè. Thay vào đây nè. 2 với 2 là 4 nè. Cộng chỗ này là 2 nữa. Là bằng 6. 6 mét. Vậy độ giờ bằng 6 mét. À. Do chuyển động không đổi chiều nên quãng đường S nó cũng bằng D luôn. Bằng 6 mét. Tiếp theo chúng ta sẽ tính giây 7 giây. 7 giây thì mình cũng tương tự, chúng ta có độ giờ D bằng D1 cộng D2 cộng D3. Đúng không? D1, D2 mình tính rồi. Bây giờ mình tính D3 thôi. Thì gia tốc trong cái đoạn thứ 3 này chúng ta sẽ có là D3 ứng với A3. A3 thì các em lấy vận tốc sau là 0 trừ vận tốc lúc đầu. Nghĩa là vận tốc ngay tại thời điểm T bằng 4 giây đó là 3, vậy là 0 trừ 3 chia 3. 0 trừ 3 chia 3 thì bằng -1 mét trên giây bình phương. Mình sẽ có được D3 bằng V0T cộng 1/2AT bình. Thay vô nha. V0 là vận tốc ngay tại thời điểm T bằng 4 giây, chính là bằng 3 này. Nhân T. À, nhân T là gì? T là khoảng thời gian nha các bạn. T không phải T bằng 4 mà thay vào sai đó nha. T là khoảng thời gian đây nè. Là 3. Cộng 1/2 nhân A. A là trừ 1 này. Nhân T bình phương là 3 bình. Đó. Có nghe độ giờ sau 3 giây đó em. Là T này bằng 3 nha. Chứ không phải mình thay chỗ này vào đâu nha. Bằng 9 này. Chỗ này sẽ là 9 phần trừ 9 phần 2. Là bằng 4,5. Nghĩa là bằng 9 phần 2. Bằng 4,5. Thôi vào đây chúng ta sẽ có là D1 là bằng D1 cộng D2 là mình tính ứng với khúc trên tròn 6 rồi. Cộng cho 4,5 thì bằng 10,5. Bằng quãng đường S luôn. À, vậy là chúng ta đối chiếu kết quả vừa nãy chúng ta làm á thì nó là giống nhau đúng các em. 4,5, 6 và 2 này. Tiếp theo mình sẽ tính cái 10 giây. Được chưa? Bây giờ thì tính là cái D. À, D này, D trong hợp 10 giây sẽ bằng D1 cộng D2 cộng D3, đúng nào? À, cộng D4 ha. Cộng D4, bây giờ mình tính cái D4 thôi, còn 3 ở D khi mình tính được rồi. Thì tính gia tốc A4 ha. À, chỗ này mình phải tính gia tốc này, nó có gia tốc khúc này bằng 0 rồi thì không nói nha. Chỗ này mình chuyển động thẳng đều là không nói, mình tính khúc này có gia tốc thôi nè. Vậy là mình sẽ có là chỗ này sẽ là gia tốc sẽ bằng là lấy vận tốc sau là trừ 1 trừ cho vận tốc đầu là 0. Vậy trừ 1 trừ 0 chia 1 nha, mất 1 giây nè. Vậy mình sẽ có là trừ 1 trừ 0 chia 1 bằng trừ 1 mét trên giây bình phương. Từ đó thầy sẽ có được D4 sẽ bằng D4 bằng V0T. V0 ngay tại thời điểm giây thứ 9 này, 8 này chính là bằng 0.
À, vậy là bằng không bỏ luôn nha. Vậy nó còn lại 1 phần 2 AT bình. Phần 2 nhân A nhân trừ 1. À. Sau đó nhân với T bình. T là kéo dài 1 giây bình phương nha. Tại vì từ giây thứ 8 đến giây thứ 9 gặp nó tăng tốc. Vậy sẽ bằng 1 phần 2 trừ 1 phần 2 nghĩa là bằng trừ 0,5. Rồi vậy là D bằng âm 0,5 mình thay vào đây ha. Bằng chỗ này cộng 3 cái D lại là tính là 1,5 này. Trừ cho 0,5 thì nó sẽ bằng là chưa hết nha. Rồi giờ còn cái đoạn cái D4 này nữa. Chuyển động thẳng đều nữa. Không đổi chiều nữa. Vậy cái độ dời cộng thêm khúc này nữa, cộng thêm khúc này là bằng thì đặt nó là D D4 D5 đi ha, cộng D5 nữa kìa. À, giờ thấy cộng D5 nữa. D5 sẽ bằng gì? Do V0 á bằng V0T. V0 nó bằng -1 nha. T là kéo dài 1 giây. Không. Vậy là bằng sẽ là -1 nhân 1 cộng phần 2 AT bình. A nó bằng 0 rồi. Gia tốc nó bằng 0 tại vì nó chuyển động không có đổi, nhưng T bình thì coi như cái này một bình cũng bằng 0 thôi. Vậy nó bằng -1 mét. À, vậy chúng ta sẽ có trừ thêm 1 nữa nha. D5 bằng trừ 1 nữa, vậy nó bằng 9 ha, 9 mét. Vậy đúng với kết quả chúng ta tính ban đầu. Đúng như chúng ta tính hồi nãy là đây là bằng 9 mét. Rồi vậy là mình tính bán đường thì bán đường cũng tương tự, nhưng mà cái hai cái D này nó âm. Thì bán đường mình phải lấy giá trị dương, nghĩa là lúc này bán đường sẽ bằng là 10,5 cộng 0,5 cộng 1 bằng 12 mét. Đấy. Tại vì với cái độ dời nó âm nhưng mà cái bán đường nó phải là dương nha. Tiếp tục câu số 2. Một vận động viên đua xe đạp đường dài vượt qua vạch đích với tốc độ là 10 m/s. Sau đó vận động viên này đi chậm dần đều thêm 20 m nữa thì dừng lại, nghĩa là ngay đây vận tốc bằng 0. Vận tốc ban đầu là 10 m/s, sau đó chạy chậm dần đều đi được quãng đường 2 m, quãng đường S này 2 m, 20 m nhé. Co chuyển động của vận động viên là thẳng ha. Tính gia tốc của vận động viên trong đoạn đường sau khi qua vạch đích ha. Nghĩa là ở đây là vạch đích này. Sau đó sau khi mình đi được quãng đường là 20 m thì dừng lại ngay chỗ này là V bằng 0. Vận tốc ban đầu là 10 m/s. Từ đây các em tính gia tốc bằng công thức độc lập với thời gian á. Công thức là chúng ta sẽ có là quãng đường bình phương, nghĩa là độ dài D nó bằng S đó các em. À, tại vì cái đoạn đường này nó không có đổi chiều, do đó nó bằng gì? Công thức là mình áp dụng công thức là V bình phương trừ V0 bình phương bằng 2 lần A nhân D. Đúng không? A nhân D. Tính gia tốc. Đúng không? Vậy là chúng ta rút D ra sẽ bằng V bình trừ V0 bình trên 2A. Bằng V bình. À, mình tính gia tốc mà đúng không? À, thì viết lại nha. À, chúng ta có là D nó bằng S nha, không đổi chiều nên mình sẽ có công thức là A sẽ bằng chia 2 với cho 2D á, thì cái này sẽ còn chữ A, bên này sẽ là chia 2D. B bình trừ V0 bình chia cho 2D. Thay vào nha. V bình là vận tốc lúc sau bình là 0 bình trừ vận tốc lúc đầu là 10 bình trên cho 2D. 2 nhân 20 100 trừ 100 chia cho 40 bằng 10/4 là 5/2 là trừ 2,5 m trên dây bình phương. Dấu trừ này chứng tỏ rằng nó đang chuyển động chậm dần đều, tại vì mình chọn chiều dương là chiều chuyển động nha các em. Nhớ là chiều dương, mình chọn chiều dương là chiều chuyển động. Chiều dương là chiều chuyển động. Đó, nên chúng ta sẽ có là D bằng S, A bằng cái này tính âm, chứng tỏ rằng chuyển động chậm. Tại vì vận tốc chiều chuyển động chiều dương nên vận tốc sẽ dương. Gia tốc nó âm thì tích A nhân V nó nhỏ hơn 0, chuyển động chậm dần đều. Tính thời gian vận động viên đó cần để dừng lại kể từ khi cán đích. Tính thời gian vận động viên đó. Tính thời gian vận động viên đó cần để dừng lại
Nghĩa là chúng ta tính thời gian từ đây đến đây này. Thời gian. Chúng ta dùng công thức nào tính thời gian? Đây của A xong nha. Thì chúng ta có A bằng V. A thì bằng V trừ V0 trên T trừ T0. Như là T0 bằng 0. Tại vì lúc bắt đầu mà đến vạch đích này là mình cho mình ra như T0 bằng 0. Trên T thôi các em. Tính khoảng thời gian là được rồi. Từ đây là T này, khoảng thời gian thôi. Không cần lấy T trừ T0 gì cả ha. Trên T thôi. Từ đây mình sẽ tính được cái T nha. Suy ra T sẽ bằng T này sẽ bằng V trừ V0 chia A nha. V trừ V0 chia A. Đấy. V là 0 trừ cho V0 là 10 trên A là trừ 2,5. Bằng trừ 10 là thành 10 trên 2,5. 2,5 10 mà chia bằng được 4 đúng không? 4 giây. Rồi. Tiếp tục tính vận tốc trung bình của người đó trên quãng đường dừng xe. Tính vận tốc trung bình trên này. Tính vận tốc trung bình. Thì vận tốc trung bình là tại vì cái đoạn đường nó chuyển động chậm dần nên không thể nào chúng ta tính vận tốc nó không có đổi được. Đúng không? Chúng ta không thể nào dùng những công thức là tính được. Vận tốc trung bình là vận tốc tính trên cả đoạn đường này. Thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái quãng đường đi được và quan tâm đến cái thời gian đi hết quãng đường đó thôi. Thì chúng ta sẽ ra được vận tốc trung bình. Trong cái đoạn đường này nó đi nhanh hay chậm không quan trọng. Quan trọng là chúng ta chỉ cần xác định điểm đầu và điểm cuối để xác định được cái độ dài quãng đường và tìm được cái thời gian đi hết quãng đường đó là chúng ta tính được vận tốc trung bình nha. Vậy câu C là vận tốc trung bình á thì nó bằng cái gì? Bằng quãng đường chia thời gian. Quãng đường ở đây là 20 m chia thời gian vừa tính xong là 4 giây. Thì vận tốc trung bình chính là 5 m trên giây. Đó, vận tốc trung bình là 5 m trên giây. Được chưa các em? Vậy là chúng ta đã học xong bài này nha. Thì cảm ơn các em theo dõi video. Thì trong bài học này các em cần phải nắm cho thầy ba công thức nha. Ba công thức là vận tốc tức thời tại thời điểm T bằng vận tốc ban đầu cộng cho A nhân T. T là cái khoảng thời gian. Khoảng thời gian. D là độ dời bằng V0T cộng 1 phần 2 AT mũ 2. Và V tại thời điểm T bình phương trừ V0 bình phương bằng 2 lần A nhân D. Đó là ba công thức chúng ta phải cần phải nắm trong bài học này nhé. Thầy cảm ơn các em theo dõi đến cuối video này nhé. Thân mến chào các em.